Tôi là Khoa Nguyễn Ngọc Khoa, là tôi đến từ West Bank. Rất từ lâu tôi đã nghe tin quảng cáo của Toyota Millennials. Hôm nay thì tôi rất là hân hạnh có mặt ở đây. Và sau mấy tiếng đồng hồ và từ đây thì tôi đã có chiếc xe lý của tôi để mang về gia đình. Chúng tôi Đổi Thành xin đại diện cho ban giám đốc và toàn thể nhân viên của Toyota New Orleans. Cảm ơn thầy Khoa. Ok, bác chị anh.